Một trận hòa ngay trên sân nhà Mỹ Đình ắt sẽ khiến cho đội tuyển Việt Nam phải đối đầu với rất nhiều khó khăn trong trận đấu lượt về với đội tuyển Thái Lan tại sân của đối phương. Nhưng khi tạm gạt kết quả của trận đấu chung kết lượt đi sang một bên, thì có lẽ người hâm mộ Việt Nam cũng sẽ chợt nhận ra rằng đây chính là trận đấu cuối cùng của ông thầy người Hàn Quốc tại sân nhà Mỹ Đình. Và lúc này có lẽ cũng là thời điểm để chúng ta, những tín đồ của bóng đá nước nhà, nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất của thầy Park tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Với bất kỳ đội bóng nào, sân nhà vẫn luôn là một điểm tựa về mặt tinh thần trong từng trận đấu dành cho các cầu thủ để họ có thể phát huy được tối đa khả năng của bản thân. Sự tự tin trên đôi chân của các cầu thủ luôn là yếu tố quan trọng để họ có thể thể hiện được bản thân bằng những màn trình diễn được kết hợp bởi những gì tinh túy nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có thể coi là cái tên đã biết cách phát huy được tối đa tiềm năng của các cầu thủ mà ông có trong tay trong suốt quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nhất là trên sân nhà Mỹ Đình, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng để lại không ít dấu ấn của riêng bản thân, và đó ắt đều sẽ là những ký ức đáng nhớ trong lòng những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Có lẽ trước khi chiến tích Thường Châu 2018 được tạo ra trên đất Trung Quốc, không nhiều người hâm mộ có được thông tin về vị tân thuyền trưởng tới từ Hàn Quốc. Điều nổi bật nhất mà chúng ta có thể có được trong thời gian đó là việc ông Park Hang-seo từng là trợ lý huấn luyện viên nổi tiếng Woo Si-rin trong quá khứ. Nhưng ngay trong trận đấu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, vị chiến lược gia vô danh người Hàn khi đó đã thực sự để lại dấu ấn của riêng mình. Tại sân nhà Mỹ Đình, thầy Park có cơ hội gửi lời chào tới hàng triệu khán giả Việt Nam trong trận đấu với Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. Thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Jordan, Afghanistan cùng với Campuchia ở vòng loại thứ 3 và cần ít nhất một điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp chính là Afghanistan để có được tấm vé tới vòng chung kết. Một trận hòa không bàn thắng ở thời điểm đó đã giúp cho những chiến binh sao vàng chính thức có được tấm vé tiến tới sân chơi đẳng cấp cao nhất của châu lục. Nhưng có lẽ không nhiều người hâm mộ có thể nghĩ rằng trận hòa với Afghanistan ở thời điểm đó lại có thể mở ra một trang sử mới huy hoàng dành cho bóng đá Việt Nam. Chiến tích Thường Châu mà các chàng trai trẻ của U23 Việt Nam đã làm nên tại Trung Quốc dường như đã trở thành một cú hích rất mạnh dành cho tình yêu của người hâm mộ đối với bóng đá nước nhà ở thời điểm đó. Người hâm mộ đã bắt đầu có niềm tin trở lại vào những chiến binh sao vàng và những ngôi sao trẻ đã làm nên kỳ tích tại sân chơi châu lục và niềm tin vào chính huấn luyện viên Park Hang-seo, vị thuyền trưởng mới đang có tương lai đầy hứa hẹn với đội tuyển Việt Nam. Để rồi không mất quá nhiều thời gian để vị chiến lược gia người Hàn Quốc có cơ hội thể hiện tài năng của mình ngay tại sân nhà với những trận đấu tại AFF Cup 2018, giải đấu chính thức quan trọng bậc nhất của thầy Park với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngay trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà Mỹ Đình trước Malaysia, những chiến binh sao vàng đã cho thấy được sự thuyết phục trong lối chơi và chiến thắng 2-0. Qua từng trận đấu, đoàn quân của thầy Park càng ngày càng cho thấy sự gắn kết trong lối chơi và vị chiến lược gia người Hàn Quốc càng ngày càng mang tới niềm tin cho người hâm mộ về một giải đấu thành công, nơi mà chúng ta hoàn toàn có cơ hội để hướng tới chức vô địch. Để rồi sau khi vượt qua được Philippines ở trận bán kết, đội tuyển quốc gia Việt Nam tái đấu với Malaysia ở cuộc đối đầu cuối cùng, nơi mà những chiến binh sao vàng hướng tới chức vô địch khu vực sau tròn một thập kỷ chờ đợi. Việc được thi đấu trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình có thể được coi là lợi thế rất lớn cho ông Park cùng các học trò của mình sau khi đã có được trận hòa 2-2 ở Bukit Jalil sau trận lượt đi. Có lẽ sẽ chẳng ai có thể quên được những hình ảnh cảm xúc ngày hôm đó ở chảo lửa Mỹ Đình, những tiếng kèn vuvuzela cùng hàng vạn cổ động viên chăm chú dõi theo từng diễn biến của trận đấu mà người hâm mộ đã chờ đợi suốt một thập kỷ. Đối với huấn luyện viên Park Hang-seo thời điểm đó, ông hiểu rằng chức vô địch tại đấu trường cao nhất của khu vực có ý nghĩa ra sao với đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, ông luôn cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể đưa ra được những quyết định chính xác nhất, cũng như yêu cầu các học trò của mình làm được điều tương tự. Kể cả sau khi Anh Đức có được bàn thắng sớm cho những chiến binh sao vàng, thì vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã gần như ngay lập tức yêu cầu các học trò của mình tập trung trở lại với cuộc chơi vì thời gian vẫn còn rất nhiều. Để rồi phải cho đến khi tiếng còi kết thúc của trận đấu vang lên, huấn luyện viên Park Hang-seo mới thực sự có thể yên tâm ôm chầm lấy những người đồng sự của mình và hòa chung vào bầu không khí của một trong những quốc gia có tình yêu bóng đá lớn nhất trên thế giới. Ngay trong kỳ AFF Cup đầu tiên, ông thầy người Hàn Quốc đã làm được điều mà người hâm mộ bóng đá nước nhà đã chờ đợi trong suốt một thập kỷ dài đằng đẵng. Bầu không khí tại sân vận động Mỹ Đình ngày hôm đó có lẽ là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo chưa thể có cơ hội được chứng kiến trong suốt sự nghiệp của ông. Sự cuồng nhiệt mà trào lửa Mỹ Đình tạo ra chắc chắn sẽ là một trong những ký ức đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Nhưng điều mà người hâm mộ quan tâm bậc nhất mỗi khi có một vị huấn luyện viên mới nắm giữ vai trò lãnh đạo trên chiếc ghế nóng của đội tuyển Việt Nam chính là những cuộc đối đầu với người Thái. Cơ hội đã sớm đến với đội tuyển U23 Việt Nam cùng huấn luyện viên Park Hang-seo khi phải chạm trán với U23 Thái Lan tại vòng loại của giải đấu U23 châu Á 2020. Đấu trường mà những chàng trai trẻ của bóng đá nước nhà từng tạo nên chiến tích vô tiền khoáng hậu. Trong trận đấu cuối cùng giai đoạn vòng bảng với Thái Lan để cạnh tranh ngôi đầu, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của ông Park Hang-seo đã mang tới chiến thắng đậm nhất lịch sử trong các cuộc đối đầu giữa hai ông lớn hàng đầu ở Đông Nam Á.
Các bàn thắng của Đức Trinh, Hoàng Đức, Thành Trung và Thanh Sơn đã giúp cho những chàng trai trẻ của đất nước hình chữ S có được 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận và cùng với đó là tấm vé tiến tới vòng chung kết U23 châu Á cùng cương vị là đội nhất bảng. Nhưng quan trọng hơn cả, người hâm mộ đã được huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò của ông chiêu đãi một bữa tiệc tấn công no nê bàn thắng với chiến thắng cách biệt tới 4 bàn trước đại kình địch của đội tuyển Việt Nam trong khu vực. Chiến thắng tại Mễ Đình năm 2019, khi đó có thể coi là thời điểm mà đội tuyển đại diện cho đất nước hình chữ S gạt bỏ đi được tâm lý sợ sệt mỗi khi đối đầu với Thái Lan và đó cũng sẽ là tiền đề để chúng ta hướng tới những mục tiêu thiết thực hơn tại sân chơi châu lục. Một trong những dấu ấn khó phai nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo trong suốt những năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chính là hành trình ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Mỹ Đình cũng trở thành chứng nhân của không ít những trận đấu lịch sử của đội tuyển quốc gia Việt Nam để có thể nâng tầm vị thế của bóng đá nước nhà trên hành trình tìm kiếm chiếc vé lịch sử. Chúng ta có thể dễ dàng kể đến khoảnh khắc mà cú sút xa đẳng cấp của Tiến Linh đã giúp cho Việt Nam có được 3 điểm trước một đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều là UAE. Đó cũng là tiền đề để những chiến binh sao vàng có thêm động lực để tạo nên một dấu mốc lịch sử với tấm vé tiến tới vòng loại thứ 3 World Cup. Để rồi mới chỉ cách đây chưa đầy một năm thôi, có lẽ người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn còn nhớ như in cảm xúc bùng nổ khi mà đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng trước Trung Quốc ngay trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Đó là 3 điểm lịch sử của những chiến binh sao vàng tại đấu trường đẳng cấp nhất châu lục. Là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển quốc gia Việt Nam trước Trung Quốc mà nó càng có ý nghĩa hơn rất nhiều trong ngày đầu năm mới của hàng vạn cổ động viên tại Mỹ Đình. Chảo lửa Mỹ Đình dường như đã trở thành nơi rất có duyên với những cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ở cấp độ trẻ. Cách đây mới chỉ gần một năm và thôi, sân nhà của những chiến binh sao vàng một lần nữa trở thành chứng nhân của trận chung kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và Thái Lan. Và cũng một lần nữa niềm vui đã thuộc về đội chủ nhà với cú lắc đầu hiểm hóc của Nhâm Mạnh Dũng đã trở thành pha lập công duy nhất của trận đấu. Thêm một lần những ngôi sao ở Việt Nam mang quà về cho huấn luyện viên Park Hang-seo cùng người hâm mộ và cũng là thêm một lần huấn luyện viên người Hàn Quốc cảm nhận được tình yêu ở nơi có thể coi là ngôi nhà thứ hai của ông. Và điều gì đến cũng đã phải đến. Trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup tối qua là trận đấu cuối cùng trên sân Mỹ Đình của ông thầy người Hàn Quốc. Khoảnh khắc đặt tay lên ngực hát quốc ca Việt Nam, camera đã bắt được hình ảnh thầy Park xúc động trước ngày phải chia tay. Sân vận động đã mang tới cho ông quá nhiều những kỷ niệm trong suốt 5 năm làm nghề. Trên khắp các khán đài, những băng rôn biểu ngữ tri ân thầy Park tràn ngập sắc đỏ dù chúng ta đã không thể cụ thể hóa được lợi thế sân nhà. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn không thể quên được sự nồng hậu, cuồng nhiệt cũng như những góc sân Mỹ Đình đã luôn cổ vũ ông cùng các học trò trong những năm qua. Giờ đây, vẫn còn cơ hội để những chiến binh sao vàng làm nên lịch sử và thầy Park cùng đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ muốn mang tới một món quà Tết đầy ý nghĩa cho người hâm mộ nước nhà vào ngày 16 tháng 1 tới đây tại Thái Lan. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wiscan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.